Rồi các chị ơi, em đang lên cho mình tiếp tục em đầm suông mấy chị nha. Em đầm suông mã tiết hoa sen đẹp không mấy chị? Em này chất liệu là gấm lụa nè, hai bên hông của nó, điểm đặc biệt của nó nè mấy chị yêu ơi. Hai bên hông sẽ có rút dây. Thì cái phần rút dây này em làm để anh chi, để cho mấy chị có thể tự điều chỉnh được cái form dáng eo của mình. Mình thích eo nhỏ mình rút chặt vào, mình thích nó form suông rộng rãi thoải mái mình nới nó ra mấy chị ha. Đằng sau lưng của đầm sẽ có dây kéo để chị em mình dễ dàng thao tác nè mấy chị nè. Đó, em này sẽ là form suông che khuyết điểm bụng, đùi, bắp tay của chị em mình là che thoải mái. Em chạy size cho mấy chị từ 45 cho đến tận 75 kg, cho nên mình thoải mái lựa chọn giùm em. Thì chị nào chốt đơn em này mình để lại cho em cái comment là DS88. Màu này của em là màu cam mấy chị nha, và cái hoa là hoa sen sang trọng cho mấy chị. Rồi cái hoa đúng đẹp luôn á mấy chị ha. Rồi chị nào chốt đơn thì để lại cho em là DS88 hoặc là số điện thoại bên dưới. Duy nhất những chị đang xem clip này và chốt đơn dưới clip này, em sẽ giảm giá em này từ 570.000 chỉ còn 470.000 và miễn phí ship toàn quốc cho mấy chị. Và nhớ là ưu đãi này có giới hạn, cho nên mấy chị mình nhanh tay đặt hàng giúp em nhé.